Nga chưa bao giờ tham gia những chiến dịch chống lại vaccine ngừa COVID của phương Tây, theo lời một phát ngôn viên chính phủ tuyên bố ngày 9 tháng 3. Phát biểu của phát ngôn viên Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, được đưa ra sau khi các giới chức Mỹ cáo buộc Moscow loan truyền tin tức xuyên tạc về vaccine được sử dụng và sản xuất tại Mỹ. Ông Peskov nói những tuyên bố này là vô lý và cảnh báo chờ chính trị hóa vấn đề vaccine. Ông cũng bênh vực vaccine Sputnik của Nga và nói rằng vaccine của Nga bị phê phán vô căn cứ.